Nẹp cái. Đi lùm ở trong ruộng. Đi lùm trong ruộng đi, chỗ này không có đâu hả? Đi lùm ớt, đâu có phải lùm cái đó đâu. Thôi đi lùm ớt xong rồi đi lùm cái đó. Hôm nay là thuốc mà, thuốc anh chết chết đi. Thuốc rồi chú, ốc kết nhiều á. Đi qua đây, qua đây. Cái ruộng nào mà ruộng nào chưa, chưa, chưa bấm thuốc á. Biết ruộng này chỉ bùn thuốc. Biết cái ruộng nào mà ông không chết không nhiều á là mình bắt rồi. Ok ok ok. Còn cái nào mà ok ốc không chết nhiều quá tôi bỏ cho. Cơ hả? Khi nào đi bắt nhá anh chú, nếu có đèn á. Chưa đâu có rảnh đâu, bắn mấy cái nào đấy. Này, một cá hả? Bò cá. Bò cá hả? Đi qua bên mình chưa? Bên mình nè, chưa có đúng. Cái đường vườn kia này. Đó, chưa nè. Chưa có lúc. Chưa có lúc. Cho chung xin đưa nước. Nước em? Ừ. Đem nước thì uống này. Không phải. Để lấy cho chung chung xe bắt ốc ấy. Ở trong, vào trong nó được hơn nè, thấy không? Nè, ừ. Nó to nè, nó nhìn rõ hơn á. Chưa đi theo thì cũng. Nè, thấy chưa? Nè, đó, nhiều lắm nè. Bò lên nó kìa. Nè, ây du. Đó, nhiều lắm, bóng lên bao nhiêu lên. Chưa đâu có bò đâu, bắt lên nó nhìn gì ở trên đó, người ta đâu có thấy được. Đó, ốc bùa vàng. Ở đây ốc nhiều lắm á. Không luôn. Chị đi làm tới rồi, đi làm tới rồi. Xe đây cái đài đây chú. Đó, ốc kìa 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 kìa. Chị này chú, đừng có vừa chú. Rồi xong. Bao ốc vừa quá, không có ốc nữa vậy. Đó, đó. Cái bình này má này, cái bình này, bình hết bình này má, tại đây đâu có bình hết bình đâu. Thêm mấy đồng. Đây 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 đây. Ừ. Cơ. À mà lại kia nữa. Ui. Thằng cừu nó có bắt ốc. Bên này có được bưng rồi chứ. Đằng sau kia có được bưng rồi. Bắt bình đường nó nhiều hơn rồi. Chú ơi, quay lại. Từ coi cho mưa này có ốc mà. Này chú. Đó là bắt ăn, bắt bắt. À, tôi hay quá luôn hả? Không có thấy ốc nhiều thì cô nhìn cái nè, bên phải bên trái. Đây, 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 cương đó. Chú con đang bắt á, chú xem một chỗ cái đá chú. Sao đi theo đường mương này đi. Đường mương này dễ bắt phân ruộng. Ừ. Nhờ đó, đó là đây. Đếp, đếp, đếp. Bữa nào cắm trại ngủ ở đây không? Ngủ chưa? Đi luôn, ngủ đi luôn. Đi luôn chú. Ngồi về chưa đi luôn cho được. Ngủ sáng về chưa? Đắp clip cắm trại ngủ lại phải không? Ừ, lấy cái con bò luôn. Bắt cái bò. Đây, khi nào có ốc chú dừng lại cho. Đó, đó nè, ốc nè. Tin tin không ốc. Hắn ăn lại được. Bơ vậy. Ốc này đó, ốc này. Nó có. Nó ốc lên. Ốc xóm xóm ngâm nó ra hết bùn ăn ngon rồi. Lát nữa chờ một chút. Rửa cái chuyện. Đó con nhé. Nhé to lắm rồi. Con nhé bên này con ít ấy. Con này ra này đánh. Nặng. Cương hả? Con lần cương. Cương nó nhìn hương à. Nó có đâu. Ăn mắn. Ăn mắn thì nhìn không. Lấy thì nó chậm. Lấy con rùa. Đúng nhỉ? Ủa? Dương cho quỵ lại kìa. Trời. Mình làm cho hú. Này đó đó, nó kẹt cái lâm vô đó. Nó nở ra kìa đó. Ngân hàng băm á. Kẹt cái lâm vô la đó. Đó, kìa kìa. Còn chứ. Nè, vô nè. Nó cũng đóng một người này hên. Anh là trẻ. Hả biết.
À, này 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 cường đó, trôi đó. À, nó này. Đi cả đông. Dưới kia này này đó, đó dưới nước đó. Mò xuống cái tay mò xuống. Đây này trước con này. Ồ. Ở đây người ta ít ăn như kia người ta bán đặc sản. Ừ. Ốc người ta lượm mấy đứa nhỏ nhỏ. Đất là người ta bán 15. Mấy con ốc gạo ở chứ. 10 ngàn một tí. Nhiều lắm này chứ. Ừ. Lên đường bưng luôn. Bắt đẹp. Nè. Nè nè. Ây da. Nè nó đầu nó thấy không? Ây da. Nè. Nè. Lấy ốc to nè, to. Nè nó bò lên 3 bị nè. Lấy ốc to to nó nhẹn hơn. Nhẹn hơn. Nó hơn bỏ ốc vào coi mà nước. Đây là nó kiểu ra ăn nhanh nè. Nè. Chú, không chuyện phải gì. Đó, ốc nữa. Một cái đèn á. Một cái đèn. Nó có đèn pin càng sáng hơn. Tết tết. Thôi em không thích sáng. Nè, ốc nè. Lấy ốc lớp. Nước to, lấy ốc lớp á. Lớp xuống mất tiêu rồi. Nè, chú. Đường này nè. Không bào ra để bắt cá này. Bắt cá là bự lắm con người đó. Bự ăn cỡ tay con này. Đó, kìa. Đi xuống luôn à. Ốc đâu? Ốc mất hết rồi. Nè. Lớp nữa lê phương khổ. Đưa ra, kẹo đi. Ở đây ốc to kìa kìa, ốc to kìa. Nè, ơi nhớ thế chứ. Cước bò nữa. Cước gì mà cước ở đây. Bà cước bò đem về ăn luôn. Đúng. Đúng nó ngọt lắm. Đúng nó ngọt lắm. Mà còn nghe mùi thơm thơm á. Rồi đó. Cái chừng nửa tiếng mà đó 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 cái con nghe. Tính đó con đen đen nghe. Đi đi đi. Cước gì. Đó. Nè hả. À. Nè. Đây đây đây. Cái này cũng không phải nữa chứ. Cái này mới đúng nè. Nè với nè mới không đúng phải. Chứ. Không phải nè. Lên nó. Cái gì vậy? Này thả mẹ rồi, thả xuống. Nè. Ốc thả vô vào đây nè. Cứng nè. Cứng ơi, cứng cứng. Cứng cứng. Nó cứng lắm. Ai để nó cứng cứng. Đó chưa. Hôm nay giờ đốt lửa lên nấu là mắm là muối ra phút. Ngồi. Nè nè nè, nó to nè. Nó ở trong suối không thấy đâu, nó sâu. Nó chui xuống bùn á. Bùn. À, à, nè nè, nó rất súng. Nó lấy cái súng nó bắn cái súng. Nè nè nè, ra ra tập chấp. Sao mà đỡ được? Hả? Súng nào không ra được. Nè nè, ư, to to nè, to đi to. To lắm, mấy con to nó về thảy trên suối. Nó ăn hết cái con to, con nhỏ. Lúc lớn nè con có một ngàn con chưa nhìn thấy nè đó. Chú ở dưới chú luôn nè hai con luôn nè thế này rồi hết rồi đi qua bên kia qua trên nào lên trên mưa bên này đó à, nè nè có trên này đó đâu đó chứ còn đang có qua trời đâu qua trời mày đứng ở trên nơi mày nói em lên xuống mày lấy à mày nãy chỉ có con rắn bắt về ăn luôn. Đó thì con đi làm nghe còn gặp mấy con hăng. Thì hết là thảo tớ kia. Ra bên kia, ra bên kia đi. Con đó nó tụt bắn mấy thằng. Nè, bên này nè, ruộng con nè. Bên này nó cạn lắm. Cái mình thấy đây nó nhỏ dễ không thấy. Như vậy đi lấy cứ cứ bên này nó cạn rồi. Lấy được một cái. Bên này nó cạn, buổi trưa nó nóng lắm, mà ốc nó chết hết rồi. Nóng quá. Ngày mai tìm đến mương này đi. Nhiều quá, con có 3 giờ đồ đã nó xuống. Xuống mương ở này. Đưa vậy giặt. Nè nấu rồi thấy chưa? Còn mà cố luôn kìa. Giờ tập à. Nè chưa đây nè chưa. Mình em mới có gì. Giờ mình lấy xong.
Nè nè nè. Nhìn xong. Móc lại lên. Nè nè nè, đó thấy chưa? Móc là thấy liền à? Nè. Nè 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 nè. Nè nè móc. Ở trong rừng nó nhiều không? Trong rừng nhiều không? Đây mà nó bị cái măng. Nè nè chứ nhìn cái này. Nhìn gì vậy đây? Đừng nước nè, đó nè. Đó. Đó, lấy nhanh nhanh hơn. Lấy cứ bò nữa thì ăn luôn đi. Đập cước mà ăn. Lấy mất rồi 2-3 lần rồi nha. Lấy con gì đắt chứ. Còn nó có biết đâu nhìn thấy đâu. Cái gì bắt thì không bắt. Bắt cơ. Đâm gì con. Chẳng tưởng là nó không phải bắt ốc. Nó đi đi đá phục bò thôi. Dựa bò thì có. Cất. Phục bò. Cất 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 cất. Cất cất. Cất cất. Cất cất mà. Đi chứ, đừng có như thế này nữa. Ốc nhiều này lúc đẩy nhỏ nhỏ ghê lớn luôn cục bò. Con bắt sọt cho mẹ. Hút lên. Hút cục bò lên nữa. Nè to này. Ừ, ăn ngon. Bên này chứ. Lên xuống tên. Dưới. Hả? Mà. Con này mà có cá nữa chứ. Này được con. Chứ. Con này con đâu có biết lưng ốc đâu. Còn mặt con nó dài này. Đâu có biết chưa đi. Mình ốc nhỏ quá à. Chỗ nào ốc to á. Không biết ốc nào to nhỏ mà chứ nó này mà ở nhà mà cho nó lấy đẩy. Ốc nhỏ hút luôn. Hút hết luôn mà. Còn lại cái này bắt được cái gì hút cái đó. Thấy cái gì nó cái đó. Bên này này bỏ nó lên tóc to nè đó, thấy chưa? Mình nước lớn ốc to kìa. Cái ốc to nha. Ốc to ốc nhỏ cái hết. Không, là ốc to. Tên còn nó có nhìn thấy đâu. Nó mờ. Nó tối, nó khỉ. Mắt mù, mắt già. Không phải mắt già, mắt cái này mình thấy rồi. Mắt cái nịt. Nó nói, mắt cái nịt. Mắt cái này. Đó, 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 cỏ kìa. Đó này, đó này, thấy chưa? Đó má luôn có cường mà đưa chết là có. Mời xuống đi không? Xuống chung chưa? Đi đến đi mờ. Nó sợ cái gì á? Sợ dầm nước bò. Không phải chứ. Nó sợ cái gì không? Để tao nhờ lắm. Tao đặt chút 30 lên. Dạ ờ cái nhà ở. Cái nhà ở. Dạ ờ cái nhà ở cái này. Chờ mà. Nè. Ba hút bụi nha. Cái mang hút bụi. Chú. Nó to này. Biết con má hút bụi là con gì không chú? Hello. Con cá. Dạ biết con đĩa. À đĩa đây con đĩa. Dạ ở dưới mương này. Ở dưới đường mương này. Ai mà lẽ trong nó sợ mà. Sợ con bắt mất mình kiếm tới lẹ mất mình sẽ chết thôi. Thì nó nhảy qua mình kia đi bắt mình kia bắt về nó vừa. Ừ. Là chết cái con gì? Không. Lẽ lạ chứ không được mà. Trời, con thấy bên kia thì lẹ nhiều lắm á. Ừ. Con mới nhìn thấy con về ở rẫy á, về bên nhà. Gần đến gần rồi. Nhà con xa hơn nuôi con bò, con gà. À mình nó tiếp vô nhà. Mẹ tin nó đi ngủ về đây. Không phải ngủ ở đây nha, ngủ ở về xa hơn. Ừ. Không có một bóng người nào hết. À, ở đây đang rẫy đó. Dạ. Ngủ rẫy luôn. Nó có rẫy rồi. Không một bóng người qua lại qua. Trong rẫy đúng không? À, không có người luôn. Em biết luôn. Có một người con đi rẫy con bò. Ở nhà có người chăn. Bệnh hỏi. Giờ qua bên kia đi ngược ngược lại đi. Đi đó. Ừ. Chỗ nào á, càng càng nhảy qua nó. Bên kia không có chỗ càng nữa chứ. Đến đây nè. Đó chứ kia rồi. Đây là có lúa người ta. Người ta làm. Để hết cái lúa người ta làm. Này độc quá không có đâu. Có chứ. Này độc thì có nhét thôi. Nhét hay sao? Nhét thì có. Ếch thì có con. Vì nó như cái này. Cái ếch như thế này. Nước này lo lắng được. Nước mưa rồi mà nó. Này độc quá. Lại có mưa.
Đục quá không thấy đâu. Đi ra lòng. Ra lòng xuống lại, mình xuống rồi nó về nó vừa. Nhiều dơ mà một ký dơ. Chưa. Chưa. Nhiều ốc nhỏ mà nó ốc lớn đâu lơ. Lớn hết nên chơi kẹt đến kìa ốc nhiều á. Ủa tôi đâu có kinh vua đâu. À xin nữa qua mình đó là kinh dơ mà. Cái bình hát bình uống chưa? Chưa. Chưa có nó có lấy ra thì nó có khỏi vậy. Không, không đọc quấn. Ờ, do mà tôi dạy đi.